Quang Khánh xin chào toàn thể cô chú anh chị. Khánh xin giới thiệu cho cô chú anh chị mẫu xe Innova số sàn đời 2020. Xe đã qua sử dụng chính hãng tại Toyota Tân Cảng nha. Ngày hôm qua thì Khánh về hai xe, một chiếc màu đồng ánh kim 2021 và chiếc ngày 2020 màu bạc. Hôm nay Khánh sẽ đi vào chi tiết con màu bạc 2020 này nha. Tại chất xe con này nó còn rất là mới anh chị. Nói xe đi 2020 mẫu mới đi 80.000 cây số rồi nhưng mà chất xe còn rất là liền lạc luôn. Khánh bây giờ sẽ đi tổng thể một vòng trước để anh chị coi ha. Những cái chỗ nào trầy xước hay là những chỗ nào móp méo Khánh sẽ quay cho anh chị coi, không có bỏ sót chi tiết nào hết nha. Đó. Đây. Tổng thể trước một vòng. Xe này đi đúng chất 80.000 cây số. Cần số còn rất là đẹp luôn anh chị. Nội thất cũng còn sạch sẽ và tươm tất lắm. Bảo dưỡng lịch sử thì đầy đủ, full trong hãng luôn, không có làm ở ngoài. Đó. Cho nên bây giờ anh chị tìm những dòng xe mà cứng đi đúng chất đẹp như con mấy con này thì nó cũng hơi khó tìm. Khi mà anh chị mua xe tới mua xe tại đại lý Tân Cảng chính hãng như bên Khánh thì anh chị cứ yên tâm đi, không có vấn đề gì về cái chất lượng xe đâu ha. Rồi Khánh sẽ đi vào chi tiết ha. Đầu xe anh chị thấy nè, mặt lưới ga lăng phần tản nhiệt ha, lưới tản nhiệt ga lăng nè còn mới, không có bị chày xước. Đây, những cái chỗ này là chỗ hay chày xước nhất nè anh chị. Đó. Đây, biển số luôn, biển số Bình Dương anh chị ha, 85324. Con này chỉ đang bên Khánh đang chào bán chỉ có 605 triệu à. Anh chị đưa trước khoảng 250 là nhận xe về được rồi. Hỗ trợ vay lên đến 5 năm lận. Đó, anh chị thấy nó mới không? Rất là mới ha. Đèn thì chúng ta không có thay đổi so với mẫu cũ, chỉ thay đổi cái mặt ga lăng đầu xe và cái đèn sương mù, đèn báo rẽ này thôi là nó thay đổi thôi. Đó, phía trước thì chúng ta có hai cái cảm biến. Rồi, bên này không đèn không bị chày xước gì hết nha anh chị. Đó. Bên phụ đèn không bị chày xước gì hết nha. Bên tài đèn hơi chày xước chỗ này. Khánh đã cho đánh dấu để làm lại cho anh chị rồi. Đó, Khánh đã đánh dấu là cái đèn anh chị ha. Nhìn chung thì ngoại trừ cái đèn thôi thì còn lại cái phần đầu xe Khánh thấy rất là ok, không có thay đổi gì. Rồi phần mâm vỏ, chúng ta qua tới phần mâm vỏ nha anh chị. Mà vỏ này hình như là đã thay là một lần rồi nè. Mâm là mâm zin heo xe, mâm hợp kim 16 inch, vỏ đã thay một lại rồi, còn thấy còn dày lắm, đi 80.000 mà vỏ như là thay rồi anh chị. Xuống Khánh xuống đây coi. Đây đúng rồi, cái vỏ này thay. Vỏ này vỏ zin anh chị ơi, vỏ này vỏ zin tuần thứ 12 của năm 2019 nè. Anh lấy Khánh coi lại cây. Vỏ này thay rồi, dàn vỏ thay rồi anh chị, dàn vỏ thay rồi ha, dàn vỏ thay rồi, đi 40.000, đi 80.000 là dàn vỏ thay rồi, thay 4 cái vỏ rồi, vỏ dự phòng cũng hạ rồi. Đó. Đèn phía sau còn mới keng anh chị ha. Nói chung là xe này bảo dưỡng trong hãng hết à, anh chị cứ yên tâm đi, lịch sử bảo dưỡng full trong hãng luôn. Bây giờ mà anh chị kiếm mấy xe này mà để mình đi Tết nè, về hoặc là cho thuê công ty, hoặc là đi chạy thêm để chạy ráp hay là kinh doanh gì hợp lý đó. Tại giá nó bây giờ nó cũng rẻ à, anh chị coi đường cái á, anh chị mua xe cũ á, chủ cũ họ lên hết trơn đồ rồi, ghế da nè, lót sàn nè, phim kích nhiệt nè, bọc trần nè, đó họ lên hết trơn rồi, anh chị cũng đâu cần phải mua thêm gì đó, đỡ tốn cái phần đó rất là nhiều anh chị. Trong cái thời điểm bây giờ mà anh chị bỏ quá nhiều tiền vô một chiếc xe thì nó cũng hơi sót, thà mình mua mấy xe cũ này, chủ xe lên hết rồi. Thực sự thì đó, một chiếc xe mà đi cây số như là Innova, mấy dòng xe Toyota thì nó bền lắm, chạy thiệt sự là 300-400 nghìn cây cũng không thấy nó nhão xe nữa. Cho nên anh chị xe dưới 100 nghìn hay là hơn 100 nghìn tí xíu, anh chị đừng có lăn tăn, không có lo đâu. Anh chị mua trong hãng là bên Khánh đảm bảo hết trơn, cam kết rồi bảo hành cho anh chị hết trơn. Tại mấy dòng Toyota nó bền lắm anh chị, bền mà dữ lắm. Theo thời gian mà anh chị có nhiều xe Khánh thấy chạy 100 mấy 200 nghìn cây mà nó chạy vô bảo dưỡng hoài à. Bình thường anh chị, không có hư giặt. Dàn ghế này là ghế simili, chủ xe bọc lại rồi ha. Lót sàn cũng lót sàn simili.
Đó, anh chị coi nè, phòng máy tinh nè. Đó. Đây, phía trước nè. Đây, cần số nè anh chị coi. 84.000 cây mà cần số còn nhám ha. Không bị bóng, không có bị trơn. Đó. Con này thì giá này thì Khánh thấy cũng hợp lý, cũng phải chăng. Tầm khoảng 600 thôi. Anh chị mua được chiếc Innova mà cứ cần trả trước khoảng 250 thôi là mình nhận xe về được, quá hợp lý rồi anh chị. Đó. Đây. Dàn vỏ là thay rồi nha anh chị nha. Dàn vỏ là thay bốn cái vỏ rồi ha. Bốn cái vỏ chủ xe thay rồi. Đấy. Rồi, để Khánh mở cái capo cho anh chị coi cục máy luôn. Đó, xe mới về nhưng mà Khánh không có giấu gì hết, để cho anh chị coi hết. Hết chiếc xe luôn. Chưa có dọn rửa gì hết nha anh chị. Đó. Chỗ nào trầy Khánh quay trầy, chỗ nào dơ Khánh nói dơ. Đây, cục máy đây anh chị. Dàn động cơ ha. Capo zin chưa hạ nha. Capo zin chưa hạ. Đấy. Anh chị coi nè. Là cục máy ha. Máy vậy là sạch sẽ nha anh chị, không có bị lên nhớt ha. Cái bụi thì chắc chắn phải có rồi. Máy móc mà. Nhưng mà nhân như vậy là Khánh, theo Khánh đánh giá thì như vậy là rất là ok so với một chiếc xe Innova. Đó, cục máy còn quá đẹp luôn anh chị, sạch sẽ. Rồi, đây là Innova số sàn đời 2020 nha anh chị. Xe mà nước sơn màu bạc. Con này thì bên Khánh đang chào bán là 605 triệu thôi. Hỗ trợ ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Thì anh chị chỉ cần trả trước khoảng 250 thôi là mình có thể nhận xe về được rồi. Và Khánh sẽ bảo hành xe cho anh chị 1 năm và đồng thời là cam kết là không có đâm đụng ngập nước. Anh chị sẽ lên tại đại lý Toyota Tân Cảng chính hãng để mình mua xe và xem xe nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau nha.